Sáng nay, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 29 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong tổng số 29 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn, có 28 cầu thủ nằm trong lực lượng 37 cầu thủ đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Người còn lại là thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Cerezo Osaka, Nhật Bản và chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển trong thời gian FIFA Days. Giai đoạn FIFA Days sắp tới sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 5, nên về nguyên tắc, đây sẽ là thời điểm thủ môn Đặng Văn Lâm có mặt tại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Cerezo Osaka đã đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện để Đặng Văn Lâm có thể gia nhập đội tuyển sớm hơn. Theo đó, thủ thành này sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang UAE vào ngày 27 tháng 5, trùng với thời gian đội tuyển Việt Nam đặt chân tới UAE. Sau đây là danh sách 29 gương mặt được huấn luyện viên Park tin tưởng đưa sang UAE để thi đấu 3 trận quan trọng còn lại của vòng loại World Cup 2022. Ở vị trí thủ môn có 3 người, đó là Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường và Nguyễn Văn Toàn. Hàng hậu vệ là sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Tấn Tài. Trong khi đó, ở vị trí tiền vệ là Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hải Long, Lý Công Hoàng Anh. Cuối cùng, hàng tiền đạo với sự góp mặt của 5 cái tên Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Trình. Nhìn vào bản danh sách, nhiều người hâm mộ bóng đá không khỏi bất ngờ. Trong đó, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng là hai sự xuất hiện đáng chú ý nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam tới UAE. Cả hai dính chấn thương nặng, được chẩn đoán là khó bình phục hoàn toàn trước vòng loại World Cup. Tuy nhiên, họ đều đã tham gia các trận đấu tập gần đây và cuối cùng có tên trong danh sách tới UAE. Bên cạnh những trụ cột, hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình của câu lạc bộ Viettel và tiền vệ Nguyễn Hải Long của câu lạc bộ Than Quảng Ninh là những cầu thủ trẻ nhất. Họ đều sinh năm 2000. Thanh Bình còn chưa có suất đá chính tại Viettel, trong khi Hải Long vừa bình phục chấn thương ở đội Quảng Ninh và được thầy Park gọi bổ sung vào đội tuyển U22 Việt Nam. Bản danh sách này của thầy Park cũng đã quyết định chia tay 10 cái tên bao gồm Nguyễn Anh Đức, Trần Văn Kiên, Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Cao Văn Triển và Phạm Văn Phong. Theo bạn, ai là cầu thủ tạo nên sự tiếc nuối lớn nhất khi phải sớm về hội quân với câu lạc bộ chủ quản? Chiều mai, 26 tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE trên chuyến chuyên cơ riêng. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 16 giờ 10 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội và dự kiến sẽ tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 19 giờ 40 giờ địa phương, tức 22 giờ 40 theo giờ Việt Nam. Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so với lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bố trí. Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm việc và thống nhất với Liên đoàn bóng đá UAE căn cứ từ đề xuất của huấn luyện viên trưởng. Đến ngày 3 tháng 6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFC đã điều chỉnh quy định về đăng ký danh sách cầu thủ. Theo đó, các đội tuyển sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ từ danh sách đăng ký ban đầu, với thời hạn cuối là 90 phút trước mỗi trận đấu. Như vậy, toàn bộ 29 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có mặt tại UAE đều có cơ hội ra sân tùy thuộc vào chiến thuật về sử dụng nhân sự của ban huấn luyện cho từng trận đấu. Trên đây là danh sách 29 gương mặt được huấn luyện viên Park Hang-seo chọn mặt gửi vàng ở những trận đấu sắp tới của vòng loại World Cup. Theo bạn, ai sẽ là cái tên tỏa sáng để giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục những chặng đường gian nan phía trước?